ví dụ như bình thường nó như quay các bạn, như gọi là bay, phải quay mà lắc đó. Tôi ngồi tôi livestream tôi lắc vậy nè, cái đó ngồi ở nó ngồi chơi, nó comment bậy bạ, cái cho 3 triệu 3 triệu 3 triệu, bữa sau làm đơn hàng mua súp 3 triệu 3 triệu đã. Chứ mấy anh bộ tôi lắc vậy nè, nó thôi em lắc kìa, tới mai nó chưa ra, nó không mày tới mai nó chưa có tan nữa, nó lắc vậy sao tan ba, nó lắc vậy nè, trời ơi không tập gym lắc vậy chết luôn nè. Nó sù đầu luôn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Bếp Ăn Gamer cực kỳ đơn giản của Nguyễn ngày hôm nay. Thì video bữa trước á là ăn bánh tiêu bánh bò. Trong cái video đó có hứa các bạn là sẽ review cho bạn một cái món truyền thống, nó đậm đà bản sắc quê hương luôn. Đó là món hủ tiếu chai. Wow. Và ngày hôm nay dì của Duy Nguyễn từ vùng quê Bến Tre Đồng Khởi đã mua hủ tiếu chai đợt này cho Duy Nguyễn ăn. Duy Nguyễn lợi dụng cơ hội này để làm video review cảm xúc của về. Tại vì sao cái món hủ tiếu chai nó lại là cái món mà Duy Nguyễn thích. Thích thì thích thôi chứ biết sao giờ. Đó. Nhưng mà thật ra nó cũng có những cái câu chuyện bằng xưa nhà nghèo mà đâu có tiền hủ tiếu mặn đâu, ăn hủ tiếu chai không mà. Đó. Hủ tiếu chai dưới quê tự nhiên làm sao mình thích, mình thấy mình thích mình ngon. Nên mỗi lần đi về dưới hay là mỗi lần có một chuyện gì đó thì thường ăn lại cái món hủ tiếu chai ở dưới quê. Vậy thì món hủ tiếu chai của Duy Nguyễn ở dưới quê có gì đặc biệt mà Duy Nguyễn thích, Duy Nguyễn ăn? Đó. Nó là những cái câu chuyện của quá khứ. Mà xét về hủ tiếu chai á thì cái món hủ tiếu chai dưới quê làm nó không béo bạn. Còn hủ tiếu chai thành phố Hồ Chí Minh này làm cho một số chỗ nó hơi béo sao đó, nói chung không ngọt khẩu vị. Nên Duy Nguyễn thường thì ăn hủ tiếu chai dưới quê nhiều hơn. Đó. Mà trong những cái lần mà Duy Nguyễn về quê ăn hủ tiếu chai đó thì không phải là về quê mà hồi nhỏ bà thông cảm đi, mới tập gym xong nó hơi bị lú, nói chuyện nó hơi bị kỳ kỳ, sao tôi nhìn thấy tôi nói gì hết rồi. Tập gym xong á, bạn thấy không, tập gym xong là phải làm video đó để gọi là chia sẻ với anh em liền tại chỗ để cho Mira có chuyện làm, không mấy tụi nó đình công nghỉ tại không có chuyện làm đó. Nhưng mà hôm qua đó là đi qua bên quận 12 quay video đó, đem hết một cái dàn máy quay luôn, nên bạn bữa nay là ở THLC Bình Tân á không còn máy nữa, chỉ còn cái máy này thôi à. Nó chỉ còn có mấy cái này quay thôi, nên khi mà quay lên hình ảnh hay âm thanh gì đó nó không được chất lượng thì mấy các bạn cũng lượng từng tha thứ. Giờ kể một kỷ niệm ngắn gọn nè. Kỷ niệm ngắn gọn ở dưới quê á là Duy Nguyễn hồi nhỏ đi học đi xe đạp không à, xong rồi mẹ của Duy Nguyễn á cũng thường hai mẹ con đi chung với nhau đó, đi vô quán hủ tiếu ăn đó. Mà mẹ Duy Nguyễn nói một câu thôi mà làm cho Duy Nguyễn nhớ suốt cuộc đời. Và Duy Nguyễn bây giờ áp dụng triệt để luôn các bạn. Các bạn biết câu gì không? Nếu mà các bạn theo dõi livestream Duy Nguyễn nhiều lần thì các bạn sẽ biết. Tức là mẹ Duy Nguyễn nói như nè, một cái tô hủ tiếu chai á nó là 2.000, nhưng mà trong túi của con á có đúng 2.000 thì đừng bao giờ ghé. Đó, nó sẽ có những cái chi phí phát sinh. Bởi vậy á, khi mà con muốn ăn hủ tiếu tô hủ tiếu chai 2.000 thì trong túi con có nhất phải là 4.000. Câu này làm cho Duy Nguyễn nhớ mãi. Ngày hôm nay tiền bạc nhiều ít nhưng biết, nhưng mà câu này anh vẫn nhớ mãi luôn em. Anh áp dụng triệt để luôn đó. Mà bây giờ cũng muốn tụi em nên nhớ câu này, tụi em phải nhớ câu này để tụi em có cách xài tiền cho đúng đó. Thì hiểu sao cho đúng câu này, tức là mình phải gọi là thắt lưng buộc bụng, mình phải làm nó xài tiền nó hợp lý, mình chi tiêu cuộc sống và cái sự nhìn nhận cái cuộc sống thực tế là hợp lý đó. Đã còn nghèo thì đừng có đú bồ à, hiểu không? Tại vì đú bồ nó bào ghê lắm bạn đó. Thôi thông qua cái chương trình đầu tiên như vậy thôi, bây giờ Duy Nguyễn sẽ lấy cái tô của tiếu chai đem xuống đây review cho bạn coi nó có những cái phần gì. Và đây là một trong những món nó kỷ niệm của Duy Nguyễn. Duy Mơ bây giờ vẫn ăn hủ tiếu chai bình thường nha các bạn. Khúc này không quay được tại lên trên kia nó xa xôi, nó không có thiết bị bạn. Ngồi để chờ xíu nha, bưng xuống nó nóng ăn nó mới ngon. A few minutes later. Rồi xin trân trọng giới thiệu các bác.
các cô các chú quý anh chị anh em fan hâm mộ của Duy Nguyễn trên mọi miền đất nước, cái quỷ gì đây à? Võ đậu ở chú quê mà nó mà bắt kêu là bỏ đổ đây. Tô Huy Tuyết Trai 2000 ngày xưa đây các bạn, ngày xưa nha, 2000 còn giờ 15000, bây giờ 15000 đó, mắc hay rẻ đây mọi người đánh giá. Thì trong Tô Huy Tuyết Trai nó có giá, nó giá mà bắt kêu là đổ này. Nấm rơm bạn, nấm rơm bởi nhiều khi á mấy bạn đốt rơm uổng quá, tôi nói hơi rơm nồng, nấm rơm ăn đi này, nấm rơm thích lắm nha, đậm đà lắm bạn, đậm đà lắm. Nãy gì không biết nữa, nãy gì không biết thiệt luôn. Ủa đố bạn comment nãy gì vậy, thay luôn tôi ăn tôi biết là gì luôn. Rồi cái này là chả gì đây, đây này là chắc chả gì rồi đây, chả quỷ gì, chả là chả chai, chả biết chả gì nữa. Còn nãy gì bạn, thiệt có ăn bỏ miệng ăn không biết gì luôn ba. Rồi tiếp tục còn gì mình thích nữa không? À trong mấy thứ thích nhất là này, cái này nhỏ khó ghê gấp vào đây, cái đồ đậu phộng mà bắt cái đồ lạc này rang hay làm gì biết nữa. Nói chung bí quyết ba mà, bí quyết gọi là nhà tôi ba đời bán hủ tiếu chai, còn đây Duy Nguyễn nhà chi ba đời ăn hủ tiếu chai. Nha các bạn, thích nhất cái này, mặc dù ăn mà biết là nó tốt sức khỏe lắm, tại vì mấy cái loại này nó nhiều mỡ quá bạn hiểu không, nhưng mà mình ăn lần chừng 10 hộp thôi đó. Ăn phan ngay lúc nóng, hủ tiếu vừa thôi nó cung cấp cáp đó các bạn, cáp trắng nha, cáp trắng hạn chế bạn, vừa thôi đó. Mình vô, quan trọng là hương vị đậm đà, cái này là kêu là húng quế rồi, thế ăn thôi. Sao tự nhiên có miếng này, miếng này màu đen ta, miếng này màu đen, ủa vậy miếng này cái này khác nhau gì trời. Rồi comment giùm Duy Nguyễn nha, miếng gì, tác dụng làm như thế nào, nói chung nguyên liệu gì không biết, bạn comment vô chia sẻ bí quyết đi, mốt nhà chế làm luôn khỏi mua bạn ơi. Mỗi lần mua vậy tôi cái tô của cái chai là bao nhiêu, cái tô của cái chai là cái trăm mấy ngàn đó ba, cái tô không 15000, cái tô của cái chai không 15000 ship từ dưới lên đây, xong rồi phải nấu lại nước lèo rồi xong rồi phải này nọ kia, chi phí quay video tất cả thứ, thôi chi phí quay video bỏ đi. Nó tóm lại tô này trăm ngoài. Vậy mà không, đại gia ăn hủ tiếu chai có khác, tô này trăm ngoài nè, thôi ăn đi đói bụng quá ba ơi, mới tập xong đây rồi chuẩn bị nhìn Duy Nguyễn ăn hủ tiếu chai. Bạn bữa nay chơi hết tô luôn nha, mấy em quay phim ráng hết tô xong em tua, mấy em lòng nhạc vô nha mấy em, để cho bà bán hủ tiếu chai dưới quê quanh nó thêm mối. Nó ở dưới quê gì ăn nó còn có miếng tương nữa, đây cũng có. Nước ngon nước à, đặc sản quê tôi mới có, đâu khác mình có. Mẹ dạy Duy bài 1 là 2000-4000, mẹ Duy dạy Duy bài 2 á là ăn gì phải chừa chút đỉnh. Đó là tập quán luôn rồi bạn, ăn gì phải chừa chút đỉnh chứ không ăn mà liếm sạch tô. Nó là mẹ Duy dạy, giờ Duy áp dụng chừa chút đỉnh. Rồi xong rồi nha, giờ nghiêm túc, nãy giờ là ăn thôi, giờ uống. Rồi mà ăn phải đi liền với uống. Chứ nghĩ sao ăn hủ tiếu chai rồi uống trà đá mấy ba, không được. Duy mơ, ăn hủ tiếu chai xong phải uống protein. Công thức nha bạn, công thức là điều này là Duy Nguyễn nói quan trọng nha. Đã ta, các bạn có thể đánh giá là này nọ Duy Nguyễn kỳ cục, nhưng mà đối với Duy Nguyễn thấy cái cảm giác là đã đó, cảm giác là đã nha. Rồi ăn hủ tiếu chai là phải uống protein, tại vì sao, tại vì tô hủ tiếu chai nó không có đủ protein, nó chỉ cung cấp cáp với này nọ mấy chất chút đỉnh thôi, còn protein thì phải là 2 muỗng whey protein của BBT. Bán hồi nào mua rồi đó nha ba, đừng có hỏi nha mấy ông nội 5-6 năm sau coi được cái video này, hỏi anh Duy Nguyễn bây giờ mua cái hũ xanh xanh đó đâu mà có, làm gì mà có. Tất cả mọi chuyện trên đời nó đều là gì, thời thế thế thời. Bây giờ tôi bán hũ màu xanh chứ già năm sau tôi bán hũ màu đỏ nha các bạn. Nó tóm lại là các bạn hãy mua gì, mua whey protein của công ty BBT,
nó các bạn lên mạng search từ khóa dựa vào đâu PPT đẳng cấp, dựa vào đâu PPT đẳng cấp, đó là ra một cái video liền. Đây 50g protein chất lượng cao, cứ thế thôi, nó sẽ đồng hành với bạn trong bất kỳ cái bữa ăn nào ở Việt Nam. Đó, tập gym nó là như vậy nha các bạn, ăn bình thường thiếu protein chất luôn đó. Đó, ví dụ như bình thường nó như quay các bạn, như là bay không phải quay mà lắc. Đó, tôi ngồi tôi live stream tôi lắc vậy nè. Cái đó ngồi vậy, nó ngồi trên nó comment bậy bạ, cái cho 3 triệu, bữa sau làm đơn hàng mua súp 3 triệu đã. Chứ mấy em bộ tôi lắc vậy nè. Đó thôi, em lắc kia tới mai nó chưa ra, nó ít không, tới mai nó chưa tan nữa. Nó lắc vậy sao tan ba. Nó lắc vậy nè. Thầy ơi, không tập gym lắc vậy chết luôn. Nè, hút. Nó xù đầu luôn. Đi gội đầu cái đó. Bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy mua hủ tiếu chai hay hủ tiếu mặn gì ăn cũng được, và kết hợp với 2 muỗng whey protein của BBT nha các bạn. Bye bye. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.